Đại lễ Phật đản tại chùa Vạn Hoa. Trong dịp lễ mừng Phật đản Phật lịch 2556 cuối tuần qua, tiếp theo khá nhiều ngôi chùa trong cộng đồng người Việt đã cùng long trọng cử hành đại lễ Phật đản xanh. Nói chung, hầu hết những ngôi chùa trong tiểu bang Washington đều thu hút đông đảo Phật tử đồng hương xa gần về kính Phật, đồng thời tham dự các tiết mục văn nghệ cúng dường. Đế đầu đảnh lễ cúng dường thơ. Chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị quan khách, quý đồng hương của đường đi xe đầu và rất được hân hạnh đón tiếp chư vị thiền nhân kỳ lễ Phật đản Phật lịch 2556 hôm nay tại chùa Vạn Hoa. Chúng tôi bây giờ xin Chùa Vạn Hoa là một ngôi chùa mới thành lập từ 2 năm qua. Thầy trụ trì là một đại đức trẻ, Đại đức Thích Hạnh Huy, người vừa đi làm lao động hàng ngày để góp phần tài chánh tạo dựng chùa, vừa kêu gọi Phật tử góp công sức, hình thành và thăng tiến khung cảnh trong và ngoài trở thành đẹp mắt, mang không khí thiêng liêng, thờ tự. Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng và tinh thần mỗi cuối tuần của đồng hương vùng Tây Bắc. Kính thưa toàn thể quý vị, kính bạch hòa thượng thượng tọa chư đại đức tăng ni, kính thưa quý nam nữ Phật tử, chùa Vạn Hoa theo truyền thống Phật giáo cũng long trọng cử hành đại lễ Phật đản 2556. Chùa Vạn Hoa rất hân hoan chào đón toàn thể quý Phật tử đồng hương xa gần về đây dự lễ hôm nay để cùng với chùa để làm kỷ niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đường cung trời đâu xuất Đức Bồ Tát hộ mình, vì lòng thương chúng sinh thì hiện cứu muôn loài. Phạm Hoài Hương và Phạm Bảo Đôn, thông tấn viên người Việt Tây Bắc và truyền hình SBTN tường trình từ Seattle, Washington.